Hello, xin chào mọi người. Đây, bây giờ mình trở lại với móc con mịt tuột tiếp nha. Các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới hết hàng luôn nha. Rồi mình lại kết hàng, rồi mình lại lên hàng tiếp theo. Cứ như vậy cho tới một độ dài mà mình cảm thấy là đủ thì mình sẽ dừng lại nha các bạn ơi. Cùng móc với mình nè. Các bạn có thể thấy là mình móc đi móc lại mà nó vẫn như nhau á, thì không phải đâu nha. Tại vì là cái hình thù của con bạch tuộc này thì nó sẽ vòm ở đằng trên đó mọi người, và nó dài xuống rồi nó sẽ có râu ra, nên mình phải móc cái phần này cho nó dài ra này. Thế các bạn hãy móc theo mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ nối nó lại này các bạn. Đấy. Vậy là mình đã được một hàng tiếp theo rồi. Tiếp này. Các bạn cứ móc như vậy cho nó dài ra thôi. Để mình trang trí chiếc móc khóa nha. Rất là dễ thương và dễ dàng, ai cũng có thể móc được hết. Mọi người có thể thấy được là chiếc bạch tuộc nó đang to và nó đang dài ra đúng không? Đó. Mình sẽ móc như vậy cho tới một kích thước mà mình mong muốn đó thì mình sẽ dừng lại thôi. Rồi tiếp tục nè, mình sẽ nối hàng lại này các bạn ơi. Một hàng nữa. Rồi bây giờ mình sẽ nối nó lại này. Có thể thấy được con mạch tuộc mình nó đang dài ra nhưng mà vẫn chưa tới độ dài mà mình mong muốn đó, nên là mình sẽ móc thêm này. Mọi người có thể thấy được, thấy những đường mắt của mình.
người thấy nó đủ chưa? Thêm vài hàng nữa nha mọi người. Đây, nó vẫn chưa vừa ý của mình lắm. Mình sẽ thêm nữa một này. Tiếp tục nhé. Mọi người thấy 8 này, 9, 10, mình sẽ rút thêm một mũi nữa. Nó đã dài hơn rồi đúng không mọi người ơi? Đó. Mọi người cứ móc như vậy, móc lên như vậy. Vậy là mình đã tạo được. Mình nghĩ là mình phải móc thêm khoảng 2 hàng nữa cho cái con này nó được nhô lên thêm đó mọi người. Đấy. Rất là dễ đúng không? Tiếp nhé.